Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Slot Gaming. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một series mới, series game Crafted. Mình sẽ chơi ở góc nhìn thứ ba cho dễ combat. Rồi mình sẽ lấy nhựa cây và cái này là cái sỏi nè. Đó, một cái trái banh bóng chày rất là to nha các bạn. Đấy, quá trời to luôn. Mình là người tí hon. Ây da. Rồi, đây là hức ăn. Mình sẽ lấy cực nhiều hức ăn luôn. Mình sẽ thu thập những cái cành cây non. Cái này gọi là cành cây non nè. Và đá. Và này sợi sợi thực vật. Plant fiber đó. Là sợi thực vật. Lấy cực kiều nhờ thực vật luôn. Mình cần cái này nhiều dữ lắm. Rồi, ở đây là cái phòng thí nghiệm. Trạm thí nghiệm. Mình sẽ... Nghiên cứu cái sỏi này. Và mình sẽ chế tạo được cái cây rìu bằng đá, rìu bằng sỏi, sỏi đá rồi đó. Thứ hai mình sẽ nghiên cứu cái cành cây non. Mình sẽ chế tạo được cái tray marker với lại cái gậy sáp hả ta? Cái nền sáp hay là cái plant fiber đi. Mỗi lần mình chỉ có thể nghiên cứu được có 3 cái lần thôi. Đó. À cái này rất là quan trọng luôn. Rồi cái này mình sẽ nghiên cứu lại sau. Ê, có bánh kẹo này. Giờ mình sẽ chế tạo ngay một cái búa đi. Đó. Không mà mình sẽ chế tạo hết những thứ cần thiết cơ bản. Lượm nhiều lên. Ô một cái máy gì đây? Một cái máy bí ẩn à. Để các bạn nhìn những cái vi mạch của nó nè. Nhỏ bé. Bé tí như thế này. Giờ mình sẽ bắt đầu nhiệm vụ. Ý cái con gì đây? Con này con là con Aphid. Aphid. Giờ mình chọi cục đá nó. Sáp, nhựa cây nè. Trời, mấy con này nó chạy nhanh lắm. Hiện tại bây giờ này cái này cái tia này nó bị gì đây rồi? Rồi nó không được mạnh. Thì nhiệm vụ nó sẽ kêu mình là điều tra tại sao cái tia đó nó bị vấn đề gì đó đó. Và bây giờ mình sẽ chế tạo ngay một cái thương, gọi cái thương hay là gọi là cái giáo đó. Mình sẽ lượm tất cả cái này. Ba cái cành cây non và bốn cái cục đá. Đây cành cây non đây rồi. Chúng mới có khắp ở mọi nơi. Thì cái series này á, mục tiêu của mình là sẽ đánh được cái boss đầu tiên của trong game này. Hiện tại là con nhện mẹ đó, gọi là Brumodder á, là cái con nhện mẹ đó, con nhện đó rất cực kỳ to lắm. Đâu, để mình chế tạo cái búa này xem. Còn cái này nữa. Hai spring và cái ba cái cỏ khô. Cỏ khô thì có đầy luôn. Đây, cái này là cái cỏ khô nè các bạn. Mình chơi ở chế độ trung bình nhé, medium á. Rồi, chế tạo cây đũa. Mình sẽ để cây đũa ở phím thứ 4, số 4. Cái máy đâu rồi? À, cái máy đây nè. Đó, những con này nó đang ăn. Nó đang ăn những cọng dây điện. Hello. Mấy con này thì dễ giết rồi. Mình sẽ lụm nó. Tại vì mấy con này mình không biết mình có làm đồ ăn nó được không. Không làm đồ ăn nó được. Nhưng mà lụm mấy cái này hình như mình chế tạo được cái... Mình nhớ không lầm là... Cái gì ta? Hiện tại mình chưa có mở khóa được nó. Đầy tối quá. Đây là những con rẹp. Mấy Aphid. Cái con Mew này là con rẹp. Mình có dịch ra Google dịch là những con rẹp. Lụm hết luôn. Để ăn miếng đồ ăn luôn. Đồng thế mấy con này. Cái gì đây? Slam Moss. Chả biết là gì cả. Đó, thế là mình đã thành công. Giờ mình đọc cái Quan Sai, Crash Sai. Cái này mình để sửa đồ nha các bạn. Sửa vũ khí mà này kia đấy. Hình như sửa vũ khí, sửa luôn những thứ giống như là cái hammer này đúng không ta? Theo mình nhớ. Đâu, để mình xem. Đúng rồi, nè.
sửa luôn cái cây này. Mình cần thu thập sớm để mất công mình khỏi chạy tới chạy lui. Và những cái cục basalt này á, các bạn có thể thu thập được những trong mấy hang động này không à? Các bạn không thu thập thì mốt các bạn sẽ phải đi kiếm mệt lắm. Có thì thu thập liền luôn. Đang chơi ở chế độ medium này á thì các bạn nên để ý cái hanh máu. Tại vì cái hanh máu trong cái chế độ này á nó tụt rất là nhanh. Mình đang nói hanh máu chứ không phải hanh đồ ăn nha. Và hanh đồ ăn cũng tụt nhanh dữ lắm. Tại vì trong chế độ này những cái con côn trùng á nó cắn rất là đau. Và còn một một tảng nữa đi. À cái đây là cái giao diện. Đó hồi mình mở cho các bạn xem. Dạ, đập đầu tay hết. 4 hit mới bể lần à. Rồi còn một cục ở đây nữa này. Ở dưới đây còn không? Xong rồi. Có nhiều bạn á, chơi thường thì không khám phá. Nếu bạn không khám phá thì bạn sẽ không kiếm được những thứ giống như thế này. Những cục qua sai đó đó. Thì mất công 11 nó hư đồ phải đi lụm rất là cực. Chạy tới chạy lui. Đồ ăn mình lúc nào mình để số 6 và số 7 hết trơn á. Còn hồi máu thì lúc nào nó cũng sẽ để ở bên số 8. Hồi máu thì cũng rất là dễ để chế tạo. Đây này. Chỉ cần plant fiber và sáp, nhựa cây á và cái cọng thực vật. Gọi là cũng có thể gọi là cái vải á. Fiber cũng gọi là cái vải. Sợi đi, mình sẽ gọi là sợi thực vật đi. Hay là không biết các bạn muốn mình nó gọi nó là tiếng Anh hay tiếng Việt. Nếu bạn các bạn hãy comment cho mình biết nha. Ui, mấy cái này để trình chế tạo cây cung rồi các bạn. Và các bạn chú ý gần ngay cái này, gần ngay cái khúc cây này đi lên hướng west north này này, north west. Hiện tại giờ không biết mình có lấy được hay không. Ê, lấy được kìa. Để mình chế tạo cái cung chứ. Lấy càng nhiều càng tốt. Tại cung để mình dụ bệnh mình dễ dàng giết mấy con quái, những con to hơn, những con bọ to hơn. Ở chế độ ở chế độ medium này á, những con bọ to nó đánh rất là đau. Cực kỳ đau luôn, nhiều khi là one hit là các bạn chết ngắt liền. Bao nhiêu là 27 30 thôi. Cũng không cần nhiều quá. Nếu bạn các bạn thiếu nước á, thì các bạn hãy nhìn lên đây nè. Những cây cây cỏ thường thường sẽ có hay có nước lắm. Đó, bạn đánh nó một cái là nó rớt xuống à. Còn đồ ăn thì các bạn mới đầu các bạn cứ lụm mấy cây nấm đấy nè, cây nấm nhỏ này. Hoặc là mấy con này. Các bạn giết mấy con này rồi bắt. Nè, mình sẽ phóng một phát là chết ngắt liền. Mình cực kỳ thích phóng mấy con này mà có mấy con này đáng yêu lắm. Sau này mình sẽ dùng đồ ăn sẽ dụ mấy con này về làm pet của mình. Bản cập nhật mới của game này có thể à, con này bạn có thể làm đồ ăn nữa nè. Con này và cái con màu xanh hồi nãy á, các bạn có thể dùng mốt để dụ nó về làm pet. Ở trong game này cũng có con ruồi nữa mà mình không thể huấn luyện nó làm pet được. Tại nó hơi bị dữ con ruồi. Thấy con ruồi này vừa nói. Chọn. Ê, con ruồi phải 2 hit mới chết. Thịt ruồi luôn. Con ruồi nó hay xuất hiện những cái vũng nước như này, cái vũng nước dơ. Các bạn có thể uống nước dơ được, nhưng mà nó sẽ giảm cái độ đói của bạn xuống. Rồi, tiếp theo là gì đây? Đây này, cái tia này nó sẽ cản cái laser chiếu xuống đây. Giờ mình sẽ chặt cái cây này xuống. Rồi ok xong. Rồi xong mình sẽ bấm vô cái nút active này. Nó đang chớp chớp đèn này. Rồi nguyên cái đường dây nó nổ ngay cái phòng thí nghiệm luôn. Phòng thí nghiệm ngay cái cây này, cái cây gì gọi là cây gì ta? Tiếng Anh nó là Oak Tree. Để là hồi mình dịch Google dịch ra xem. Mình thường là gọi nó là cây bàng. Phóng là gớt liền, một phát là chết luôn đấy. Mày.
Shit. Rồi cái cây của mình. Rồi xong luôn. Khỏi lấy luôn. Cái cây này hiện tại im bây giờ mình có thể chặt được cây này không? Mình tưởng mình chưa chặt được chứ. Trời tối trong game này rất là nguy hiểm. Những con nhện không phải là con nhện thường nha, những con nhện to đó nó sẽ xuất hiện. Hiện tại mình sẽ đang kiếm cái khu vực nào gần gần đây. Đây, đây khu vực này. Lúc nào mình cũng muốn chọn những khu vực rộng rãi giống như vậy nè. Ít cỏ, bạn nhìn xung quanh nè, quá trời cỏ luôn. Những khu vực này ít cỏ, mình chặt vài cây xuống rồi mình có thể tạo được nhà rồi. Và hiện tại bây giờ mình chỉ cần xây nhà theo hướng bình dân thôi. Mà không cần nhà nữa, mình chỉ cần cái cây này nè để nướng thịt. Và cái cây này dùng để đánh dấu cái lãnh thổ của mình đó. Đánh dấu lãnh thổ là các bạn đặt cái cây này xuống. Đúng không? Đấy. Các bạn sẽ set nó là căn nhà này. Thôi mình set căn nhà. Căn nhà yêu thương thì mình sẽ để là màu hồng. Đó, khi bạn các bạn đi đâu á. Ui, con Ladybug này, con này cực kỳ hiền luôn. Các bạn có thể giết nó để chế tạo cái giáp Ladybug. Mà hiện tại giờ các bạn chắc sẽ không giết được đâu. Ít nhất là các bạn cũng phải có cái vũ khí level 1. Đây, đây là vũ khí level 1 và cái giáp level 2. Đó, mình đi đâu mình sẽ quay ra, mình sẽ thấy cái marker này nè. Đó, cái điểm này nè, mình dễ quay lại nhà hơn. Rồi còn gì để chế tạo hay không ta? Cái liên tu cực kỳ quan trọng luôn, để khi bạn cái giống này cái giường ngủ á, khi bạn bị tiêu diệt, bạn chết, bạn sẽ hồi sinh tại đây, hoặc là bạn sẽ ngủ cho qua thời gian. Đấy, mình sẽ điểm hồi sinh nè, set respawn spawn nè. Đó, mình sẽ bấm nút R, nó sẽ set cho mình luôn. Rồi hiện tại đó, bây giờ mình chắc mình phải qua cái cây này đây. Theo mình biết cái cây này có rất cực kỳ nhiều con nhện to lớn. Với lại hiện tại bây giờ mình đang khát nước. Trời nắng lên rồi, nhiều khi cái nước đó, đây, vừa nhắc luôn. Nhiều khi trời nắng lên đó, nước nó sẽ khô lại hết. Tầm mấy giờ ta? Hiện tại bây giờ là 3 giờ trưa này. Rồi, mình sẽ đi tới cái điểm đó. Này con nhện. Con này con chỉ là con nhện nhỏ thôi. Ôi trời ơi, cắn đầu thế. Mình sẽ hai cái hòa máu này, hoặc ba cái hòa máu luôn cũng được. Bạn lượm nhiều cái land fiber này lên nhé. Lượm nhiều lên. Tại vì một land fiber mình mới chế tạo ra được một, ba land fiber mới chế tạo ra được một cái này thôi. Đúng không? Mà land fiber nó chế tạo ra rất là được nhiều đồ. Đây này các bạn nhìn này. Quá trời luôn. Mình nghe tiếng nhện. Mình mới nghe tiếng nhện. Ở đây đây. Nhện đây này. Con nhện to lắm đấy. Cực kỳ to luôn. Thường thường nó ở hướng bên này rất là nhiều nhện nha. Và cái cây này, cây này nhện cũng khá là nhiều, nhưng mà không nhiều bằng cái bên hồi nãy mình chỉ đâu. Ủa, nước gì đây? Juice Prop. Gần đây sẽ có một cái hộp. Hộp Juice Prop. Hộp nước trái cây đấy. Mình tới phòng thí nghiệm đó, mình rồi mình sẽ quay về. Rồi mình ngủ cho tới trời sáng. Ui, kiến kìa các bạn. Nếu các bạn thấy những con kiến này, đó con nhện kia. Ui, nguy hiểm quá, hên quá. Mình đã trốn. Trốn nó. Hiện tại giờ đối mặt với nó không được đâu. Đối phó. Mình chả có cái giáp nào hết. Hên quá. Nếu con kiến này á, các bạn thấy nó đi một mình á, thì các bạn nên giết nó. Còn nó đi, đó đi đông lắm. Thường thường là loài kiến nó đi đông lắm. Đó, các bạn chỉ cần đánh một con thôi, nguyên đàn nó sẽ vô sát nó cà bạn chết luôn á. Các bạn nên, không phải nên nữa, mà luôn luôn lúc nào đầu game vô nên đi. Trời ơi, tự nhiên nó nhảy vô, đâu phải do mình đâu, do nó. Đó, các bạn nên lấy những cái hạt dẻ nè để mình chế tạo cái bộ giáp level 2. Cái này thì mình dùng để ăn. Cái đó là cái trong hạt dẻ nó có. Đây cái hang nhện nè. Thường thường đây có mấy con wolf. Đó, cái con nhện này to hơn cái hai con nhện, mấy con nhện nãy mình thấy nha. Nó cực kỳ nguy hiểm luôn đó. Và nó có độc nữa. Mấy con nhện kia là không có độc, con nhện đó nó có độc. Đây đây, cái phòng thí nghiệm đây nè. Các bạn thấy lửa màu tím mà phật lên đó. Đó là nơi mình cần tới. Cái con này nó có cái mũi dài dài nè. Cái mũi của nó dùng để chế tạo cái mặt nạ phòng độc.
cần thiết để đến những cái khu vực giống như cái khu vực này nè. Khu vực này có cái bình độc đó. Nó sẽ thải độc ra nhiều lắm. This place is getting pinker by the minute. Những Man. cái, những cái thứ này các bạn thấy là phải làm liền. Giờ các bạn phải làm cho cái tất cả các màu đỏ này thành cái màu xanh hết. Quá dễ. Rồi gạt cái cần này xuống. Rồi nó đứng nó đợi mình. Phóng cái chết liền. Mày hả? Mình lượm nó mình sẽ được cái điểm 100 điểm raw scientist á. Cái điểm này là mình dùng để mua những cái blueprint, cái bản hướng dẫn để xây đồ này kia đó. Đó, burger chip nè, grassland nè. Đó, và nó xuất hiện mấy cái này. Vứt lượm hết. Rồi để xíu mình giúp nó sau. Hiện tại bây giờ mình sẽ analyze, nghiên cứu. Nhưng mình nghiên cứu mấy cái này á để mình xây, mình chế tạo được cái giáp Icon, giáp hạt dẻ. Đó, nguyên một set giáp hạt dẻ luôn. Giáp hạt dẻ hình như với lại cái storage chest nè. Cái này cái gương nè, gương đựng đồ. Rồi mình sẽ cái này đi. Cái này hình như là cái bẫy để mấy con hú lớn, con những con côn trùng lớn nó lại gần nó sẽ bị trừ máu, nó sẽ không dám tới gần mình. Và bộ phận của con kiến đi. Đó, end club. Mình sẽ chế tạo cái này nè. Cái end club này. Mình thích sử dụng cái end club đó nhất. Và bây giờ mình sẽ nói chuyện với cái con robot này. Robot này là robot hiện ấy. Các bạn nên nhấn giữ nút E. Nó nói nhiều lắm. Vậy nó nói gì mình không quan tâm. Mình quên nói nữa. Khi mà các bạn vào đây á, nó sẽ bị bể ra khúc này đó. Nó bị nổ rồi nó bể ra đó. Các bạn ra đây các bạn sẽ lượm được cái điểm raw scientist 100 điểm. Rồi, mình sẽ nói chuyện với nó. Ở hiện tại thì ở cái game này á, cái cốt truyện nó chưa hoàn thành. Cốt truyện nó ngắn ngủn rồi, tới đây là hết rồi. Nên mình sẽ không quan tâm gì tới nó nhiều đâu. Rồi, nếu các hiện tại bây giờ á, bạn bấm vô đây thì nó sẽ có những cái đồ nó sẽ bán cho mình. Mình sẽ trao đổi bằng cái điểm scientist đó. Khi mình bấm vào nó đâu có nào đâu, các bạn thấy không? Nhưng mà bạn nhớ hồi nãy mình lượm được cái cuồng băng dưới đây nữa. Mình khi cái đường mình đưa cái cuồng băng này cho nó. Alpha I found a burger chip nè. Bạn bấm vào. Thì bạn bấm thì bạn vào đây nó sẽ có quá trời đồ để mình mua. Cái đầu tiên mình khuyên các bạn nên mua đó của nó là cái multi story space. Cái này cần thiết để xây nhà những lúc đầu. Nhưng mà bạn nên lượm hai cái scientist ball đây nha. Nếu bạn không lượm mấy cái scientist ball này các bạn không đủ điểm để mua đâu. Nhiệm vụ của nó là số 3 đây nè. Do you have any work for me? Đó. Giết 3 con ruồi. Tạo ra một cái canteen. Cái canteen đó là để mình dự trữ nước, là giống như một cái chai nước vậy á. Và analyze cái cover leaf. Ok cũng được. Thì các bạn chạy vô đây. Đó, có thêm bao nhiêu điểm ta? 100 điểm. Vẫn thiếu. Không vui thế nào cả. Thiếu 80 mấy điểm. Trời, mình đủ 1000 rồi nè, thấy chưa? Mình sẽ mua cái bản chế tạo đó. À, multi story bay nè. Này cái platform nè, cái này cái nền bằng cỏ. Nói chung là tất cả những thứ cần thiết để xây nhà đó. Rồi giờ là mình có thể đi về được rồi đó. Đó hồi mình sẽ đi săn mấy con này để mình nướng thịt dự trữ. Thịt trong game này các nó sẽ bị để lâu quá các bạn, nó sẽ bị hư đó nha các bạn. Ở trên góc phía bên tay trái đó. Nó sẽ kêu bạn analyze cái grassland là cái này cái cỏ khi mình chặt ra đó. Cỏ này á, mình sẽ không để trong ba lô đâu, mình sẽ vác. Đó, mình phải vác đi. Đó. Để tạo được cái bàn chế tạo, để chế tạo được nhiều thứ hơn. Và những cái giống như là cái cửa sổ. Giờ mình sẽ xây cái ngôi nhà nhỏ nhỏ. Mình sẽ chặt xuống sẵn để mất công lá hồi mình khỏi đi chặt từng cây. Các bạn hãy cho mình biết các bạn thích
Các bạn thích chơi cái mình chơi theo cái kiểu giống như là góc nhìn thứ nhất giống như góc nhìn thứ ba giống vậy, hay là góc nhìn thứ nhất giống vậy. Các bạn hãy comment cho mình biết nha. Nếu các bạn thích mình chơi góc nhìn thứ nhất thì mình sẽ chơi góc nhìn thứ nhất. Đâu rồi, cái đây mình sẽ xây cái này trước. Sẽ xây hai cái. Rồi, mình sẽ chia ra nha. Một cái này á là để những lá cây bằng từ cây, hoặc là nói chung là tất cả những thứ không làm bằng thịt. Đó, đó. Đó. Cái nến này không ta? Đó luôn. Nào nữa, hết rồi. Cái này để ngoài để mình ăn. Các bạn muốn để vô nhanh, các bạn muốn ship, nút ship. Rồi, bấm chuột bên trái là xong. Đó, bây giờ mình sẽ mình để cao cao tí đi. Để hơi thấp. Cao cao giống vậy đó. Nói mình sẽ làm nhà nhỏ thôi. Rồi, bây giờ mình dời bấm nút F, mình dời cái hòm đồ vào đây. Thì trong cái tựa game này các bạn xây nhà hơi cực tí, các bạn cứ chạy tới chạy lui để hơi nhiều. Cái bấm bấm nút E, đè luôn nút E thì nó sẽ tự đưa vào hết luôn. 1, 2, 3, còn 6 cái. Đây, mình phát hiện ra một cây nữa rồi. Rồi, ok, đã xong. Giờ mình sẽ làm tiếp theo đến mình sẽ làm cái nền nhà bằng cỏ. Thì mình có thu thập một mớ cỏ sẵn. Ý, cái gì đây? Sao nó xuống đây luôn rồi? Rồi mình cần 4 cái cỏ luôn rồi. Con nhện đây à? Trời ơi, con nhện sói. Tại sao nó lại ở đây chứ? Tiếp theo đến mình sẽ xây cái bức tường Great Wall nè, thấy không? Đấy, cũng cần 4 cái cây cỏ. Mình sẽ cho vô cái cửa trước. Cái quái gì đó. Mới nghe tiếng gì? Rồi 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 rồi, ngủ trước đi. I don't know about the rest of you, but I'm Mất công với con nhện sói. Con đó là chạm trán là chết liền. Rồi hiện tại của mình đã xây dựng xong một căn nhà nhỏ nhỏ dễ thương. Đó, bây giờ mình chỉ cần một cái wood stem nè, cái cây gỗ cứng và 6 cái cây cây non. Tảo này cũng cần 15 fiber nữa. Rồi tạo cái đèn. Cái đèn mà cần 15 fiber nữa chắc mình tức lắm đây. Thêm một cây nữa đi. Để ngoài. Tim mình sẽ để đây. Xong. Ủa, một cái ring nữa sao mình cứ quên hoài thế? Đó, luôn luôn bật đèn lên. Rồi bây giờ mình sẽ dời những thứ của mình vào đây. Ừ, mình sẽ dời này vào trong nhà. Mình sẽ giữ cái này cái đó, thế là không sợ chết đói nữa rồi. Còn chế tạo gì nữa không ta? Water container nè. Cái này sử dụng để trữ nước. Để sử dụng cái này á, trước tiên các bạn nên chế tạo ra cái chưa có đâu, giờ thì chưa có đâu. Bạn phải analyze cái nhiều thứ nữa. Giờ mình sẽ analyze bớt vài thứ nhé.
Ok, và thế là xong, mình đã tạo ra một căn nhà hoàn chỉnh của mình. Đây nè, đây có đồ nướng thức ăn nè. Để dự trữ thức ăn nè, mình không thể nào dự trữ nước được, tại vì nước bây giờ mình không thể chế tạo ra được cái đồ để bắt nước á, bắt cái xương buổi sáng á. Nên mình sẽ không dự trữ cái đó trước. Thì bây giờ cứ muốn uống nước mình cứ tìm trên những cành cây, hoặc mình chạy thẳng đây có cái hộp juice box đây này. Rồi, để mình giới thiệu thêm cho bạn ở trong nhà mình có gì nhé. Cái cửa bằng gỗ cứng. Tới đây chả có gì cả. Một chỗ ngủ và hai cái rương. Không quá đẹp và cũng không quá xấu, tại vì nó cực kỳ xấu luôn. Rồi xong, mình sẽ kết thúc tập 1 tại đây. Mình đã tạo ra được tất cả những thứ cần thiết. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn hãy bấm like và đăng ký kênh giúp mình nhé.